Chào tất cả anh em nhé, Trung Bonsai kia. Hôm nay muốn chia sẻ với anh em một cây hoa dâm bụt. Đấy, cây hoa dâm bụt này trong vườn nhà nhé, hoa đang rất là rực rỡ. Hôm nay là cũng kém rồi. Đấy, chỉ cần một tuần sau nữa thôi thì hoa nó rất là nhiều. Đây là một cây dâm bụt kép màu vàng chanh. Đấy, gốc rất là to anh em. Đấy, đường kính mình 15. Đấy, giá trị của cây thì chắc anh em tự đánh giá nhé. Thì đây là một trong những cây dâm bụt này, anh em nhìn lụ đang rất là nhiều. Đấy, nếu bác nào mà thích hoa dòng hoa dâm bụt cánh kép này thì cứ liên hệ trực tiếp với Trung Bonsai nhé. Cây đang nở hoa rất là nhiều. Đây các lụ. Đấy, các bác nhìn kỹ nhé. Để có một cây dâm bụt to như này này anh em, rất là to. Đấy, hoa quá đẹp luôn. Cho bác xem bông này. À, nói về hoa dâm bụt kép thì nó bền hơn hoa dâm bụt kia nhá. Dâm bụt ta cánh trắng, cái các loại cánh thì nó sẽ nhanh tàn. Sớm rồi thì tối phải tàn rồi. Đây dòng dâm bụt kép màu vàng chanh này thì nó sẽ rất bền hoa. Thế nha anh em nha. Đấy, cây này rất là to. Hôm trước một số anh em hỏi là cách ươm này nhá, thì mình cũng chỉ dùng cát mình ươm thôi. Đây là những cái cành xanh mini nhỏ nhỏ thôi anh em này. Đây này, ươm đã sống 100% rồi nhá. Đây này. Đấy, cho các bác xem này, chỉ dùng cát không thôi này. Cái này thì mình bùi hơi sâu thì vì là do là cái cành nó không giữ được rễ này, rễ đang còn đâm ra bên ngoài này, này nha anh em nhá. Anh em cắt gọt xong là để khô tầm 1 ngày, người ta tiến hành dâm ủ cát nhé. Đây quá trình dâm ủ cát này đã lên rồi này. Đây anh em nhìn này, đây là cái mầm thứ hai này. Mình cũng lấy những cành cây già thôi, em điền già thôi. Đây, qua là đây, những cái đầu vai này nó lên hết rồi này. Đó, thì nó cũng áp dụng ở những cái hình thức là ươm si đây. Thì đây là những cái gốc si mà mình cũng đã mua về thì ươm là đã lên rồi nhá, thì mình đã đang mở đây. Đây, đấy đầu đang ra hết rồi. Đó, vì si đang sốt mà. Để bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Trung Bonsai nhé, theo số điện thoại là 0978 396 477. Đấy, 0978 396 477. Thì anh em sẽ được đây, đây là một trong cái si cao khoảng độ 40. Đấy, rất là già, đang là lở rất là đẹp rồi. Để bác nào quan tâm những gốc si này thì cũng cứ alo nhé. Mình cũng đang ủ đây, vẫn đang tiếp tục ủ tiếp. Rễ nó đang chuẩn bị ra rồi, đang sưng hết đầu rễ rồi. Đầu trên là anh em thấy là đã lở hết rồi nhé. Đây, cái si này thì anh em có thể đưa thấp xuống là con ba vai nôn nực cũng được. Cây này chia thành 6 cây cũng được, 4 cây cũng được. Đây, tiếp tục là một số tác phẩm trong vườn hoa nhài đây. Hoa nhài thì nó đang là rực rỡ rồi, thơm thế. Đây, tôi quay xe đứng như này tầm này đã thấy là hương thơm nó quá là đẹp, là thơm rồi nha anh em nhá. Ở đây giống nhà ta thì nó rất là thơm. Đấy, gốc to nha anh em nhá, không nhỏ một chút nào đâu. Các bác chiêm ngưỡng này, quá thơm rồi, đứng xa. Đây, một tác phẩm si thứ hai đang lầy lở đây. Con này tháp tràm, một trong những cái cây mà Trung Bonsai cũng rất tâm đắc nhá. Con này đấy, mầm đang lở lầy quá nhiều đây anh em. Con này cũng mất rất nhiều công sức đây anh em ạ. Ok nhá, bác nào quan tâm thì giá ra đi nhanh thôi. Đấy, các bác thấy chưa, đây để tí nó quay mặt sau. Ở đây là con ba vai, con này do nó hơi nghiêng tí vì mình hơi tiếc cái mặt kia. Ấy anh em xem,
Ủ một tí là dễ này. Ui dồi. Đấy, bác xem chưa? Thế này. Kinh chưa? Được rồi. Lại đắp vào đi. Mặt sau đấy. Hôm nay quay hoa thì cho anh em xem luôn. Đây là cây màu hồng nhung nhá. Đây này. Cũng canh kép này. Đấy. Gốc con này thì nhỏ hơn. Cho các bác chiêm ngưỡng này. Nụ đang còn rất nhiều. Hoa và nụ này. Cái này thì keo 80. Gốc rất là nghệ thuật này. Nụ thì quá là nhiều rồi mà sai nhé. Gốc xanh. Quá là nghệ thuật rồi. U cục nha. Con này thì mình chưa giao lưu nên là chỉ quay qua thôi. Đây, chia sẻ lại với anh em nhé. Do mấy ngày này mưa quá nên là cây mình đang định thay đất cho cây này, nhưng mà do là quá trình nó mưa quá đấy, thay đất nằm lại bệ 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 của nó. Nói chung là lâu rồi nó chai anh em. Con này thì mình mới cắt mấy ngày này thôi, đang là mưa. Chia sẻ lại cho anh em này. Đây này. Đây là một cây dưa bụt chanh nhá, cũng màu vàng chanh này. Đây là cây này mình ghép thôi. Cái gốc của nó thì thấy rất là hay và to nên là đã mua bằng được về và đã ghép rồi. Đấy, bây giờ là đã thành công nhá anh em nhá. Mình ghép trực tiếp vào thân này anh em ạ. Đây. Đấy, không ăn tham như kiểu kia này. Ghép vào thân thì giá trị sau này nó rất là cao. Cây nó sẽ ai. Đây, có cái mình ghép hai mầm nhá anh em nhá. Đây. Các bác chỉ giáo nhá. Đây là cách ghép của em, là em ghép là trực tiếp vào thân. Thì đây là cách ghép, đây thì cũng được một tháng rồi. Mầm lên rất là khỏe. Đấy. Cây nó nuôi nội lực từ thân nuôi ra là mầm nó rất là khỏe nhá. Thì anh em có thể chia sẻ cũng như áp dụng trong cái phương pháp nào hay thì chúng một sai sẽ áp dụng tiếp nhá. Còn phương pháp của mình dùng là mình dùng nói chung nó lâu dài một tí nhưng mà nó sẽ hiệu quả về sau. Đó, đây là phương pháp mà ghép trực tiếp vào thân. Cái thân rất là to nhé. Một tác phẩm xanh Nam Điền ngày xưa mua 1,5 triệu. Đây, tác phẩm xanh dáng nàng cũng mới được cắt hôm qua, nó chưa xuống lá rồi anh em ạ, do mưa quá là nhiều. Cái tác phẩm này mình cũng đang định xuống lá nằm lại dăm nhé, thì hẹn anh em ở video sau đi. Video sau thì mình sẽ chia sẻ tiếp nhé. Thì với những video này thì chỉ phản ánh thông qua một số tác phẩm vừa bắt về vườn thôi. Đây, vườn đang rất là bề bộn là do trời mưa nữa nên là không làm được gì. Mình cũng xin được dừng video ở đây nhé để chuyển sang một video tiếp theo này. Anh em chờ xem và đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông để tiếp tục theo dõi nhé. Xin thân ái chào tạm biệt anh em. Anh em nhớ nút đăng ký nhé. Đây. Đây là
Cây xanh mình mua 1,5 triệu ngày trước, đang là ghép tiếp, trước ghép rồi nhưng mà không ưng mầm để ghép lại nhé. Đây là cách ghép áp, ngâm điền vào. Đây là cây xanh ngâm điền mua 800 à, tại triển lãm. Bây giờ bệ bãi nó cũng đang có rồi, nghệ độ nghệ có nhé. Sau này không keo cắt thành hai cây. Ok nha anh em nha. Đông cảnh cả chậu luôn. Và si u cục.